Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Idol Trong Tôi của chúng tôi ngày hôm nay. Và hòa chung trong không khí chào mừng ngày nhà báo cách mạng Việt Nam, thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay nhà báo Vũ Quang, hiện là phó giám đốc trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình đến từ VTV. Rất vui được gặp ông đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa nhà báo Vũ Quang, theo tôi được biết thì hàng năm VTV có chi một khoản tiền là khoảng 25 tỷ đồng cho cái công tác đào tạo và nghiệp vụ đào tạo các phóng viên, biên tập viên. Vậy thì ông có bình luận như thế nào về con số này? Thực ra đây là một cái số tiền so với các đài nghèo thì là rất lớn. Nhưng tôi nghĩ với VTV có 4.000 người trong biên chế và một khoảng 1.000 cộng tác viên, thì cái việc bỏ ra hơn 1 triệu đô để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình, đấy là việc nên làm. Vâng, và thưa ông thì ông có thể cho biết rằng là với một khoản tiền đầu tư ra như vậy, vậy thì cái chất lượng chúng ta đào tạo nên liệu rằng đã tương xứng với số tiền chúng ta đầu tư? Và ông... Đây là câu hỏi rất là hay, bởi vì trong năm rồi chúng tôi đổi mới cái phương pháp đào tạo, tức là thông qua ban biên tập, ví dụ như là ban thể thao, ban giải trí, ban thể thao, ban thời sự có nhu cầu gì, thậm chí ban truyền hình đối ngoại, thì họ có nhu cầu đào tạo như nào thì chúng tôi đáp ứng nhu cầu họ. Ngoài ra thì tôi nói thêm, chúng tôi là những người làm đào tạo thì chúng tôi phải biết là nhìn vào các chương trình thì các bạn ấy đang thiếu cái gì, đang cần cái gì. Và việc ấy đôi khi vượt quá cái mà lãnh đạo các ban hiểu biết. Cho nên tôi nghĩ là đấy là công việc, nó là hai phía. Một là từ yêu cầu cơ sở, thứ hai là từ góc nhìn chúng tôi, những người làm đào tạo. Chúng tôi thấy yếu cái gì, mạnh cái gì, và những điểm yếu đương nhiên đấy là những khóa đào tạo chúng tôi. Vậy thì ông có thể chia sẻ một câu chuyện cụ thể hơn để nói rằng là cái tiêu chí đánh giá chất lượng đầu ra của chính học viên mà mình đào tạo? Chúng tôi có rất nhiều phương pháp, ví dụ như sau mỗi khóa học bao giờ chúng tôi cũng tổng kết và có một cái phiếu thăm dò đánh giá giảng viên, đánh giá về điều phối viên, đánh giá về chất lượng đào tạo. Và chúng tôi rất là tự tin là chúng tôi đã làm rất là khoa học, và những thông tin ấy giúp cho chúng tôi tổ chức tốt hơn những khóa học tiếp theo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, được biết là nhà báo Vũ Quang đã đào tạo nên không chỉ là rất nhiều học viên, mà trong số đó còn có cả những ngôi sao nổi tiếng nữa. Vậy thì ông cảm thấy như thế nào khi mà mình chính là một trong những người mà đã dẫn dắt họ đến được với cái thành công đó? Thực ra người ta nói người thầy giáo là người chở đò. Và những người mà nổi tiếng, những người đang thành công với VTV là những người rất là chăm học. Ví dụ như chị Tạ Bích Loan, chị đã có lần nói tôi rằng là chị có khoảng độ mười mấy cái chứng chỉ ở trung tâm đào tạo rồi. Chị được học các chuyên gia của CNN, của BBC, của CFI, của rất nhiều các hãng truyền nổi tiếng khác. Nên tôi nghĩ là cái việc học đấy là quan niệm mỗi người, nhưng nếu chúng ta không được đào tạo bồi dưỡng, cập nhật thông tin hàng năm thì chúng ta sẽ lạc hậu. Vâng, và ngoài ra thì tôi còn được biết thêm rằng là khách mời mà nhà báo Vũ Quang thường hay trò chuyện thì có rất nhiều chính khách. Vậy thì trong những bối cảnh như vậy thì có khi nào ông cảm thấy choáng ngợp trước người đối diện của mình hay không? Đương nhiên là có, khi tôi còn trẻ mới vào nghề. Nhưng tôi nghĩ là mỗi nhà báo phải học hỏi kinh nghiệm của mình. Tức là chúng ta phải xem các chương trình, các kênh truyền hình trong nước, các đài truyền hình trong nước. Chúng ta phải xem các kênh quốc tế và chúng ta phải cập nhật những thông tin mà tôi nghĩ là nghề nghiệp chúng ta, nếu chúng ta dừng lại, tức là chúng ta đã lạc hậu, chúng ta tụt hậu. Và một thông tin mà tôi rất là vui khi Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sau 10 năm trở lại bắt đầu đào tạo cho phóng viên, biên tập viên, những người quản lý của mình, và tôi cho đấy là một tín hiệu rất là tốt cho Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và
trên cương vị là một nhà báo có tiếng cũng như là lâu năm, kinh nghiệm lâu năm. Vậy thì ông có lời khuyên nào cho giới trẻ để họ vững vàng hơn trong cái nghiệp vụ cũng như là cái bản lĩnh trên sân khấu? Có một câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn là khi tôi đặt câu hỏi cho thầy Tạ Ngọc Tấn, tức là trưởng khoa của tôi, trưởng khoa báo chí của Học viện Báo chí Tuyên truyền, tôi bảo thầy ơi, sinh viên của báo chí ra bị VTV chê quá nhiều. Thế thầy tôi nhếch mép cười và nói rằng nếu như 100 cử nhân báo chí có 20 người thành công trong công việc thì đấy là thành công đào tạo rồi. Và cái câu chuyện ấy giúp tôi hiểu rằng nghề đòi hỏi năng khiếu, đòi hỏi tài năng thì chúng ta đừng bao giờ cầu toàn nghĩ là 100% cử nhân báo chí sẽ là thành công, hoặc là 100% cử nhân quay phim của trường đại học sân khấu điện ảnh sẽ là thành công. Tôi nghĩ là mọi người bằng cái cách thức của mình hãy lựa chọn những cái gì thuộc về sở trường của mình. Nếu các bạn chọn sở đoản thì các bạn thất bại. Vậy còn cái bản lĩnh trên sân khấu thì sao ạ? Khi chúng ta làm một dẫn chương trình, một MC, tuy nhiên thì rất có những cái điều rất là bất ngờ khi mà chúng ta phải đối mặt. Vậy thì ông chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề này được không ạ? Nếu các bạn xem trên các kênh của Trình Việt Nam thấy là các chương trình giải trí, các nghệ sĩ, các ca sĩ, các nghệ sĩ sân khấu đang xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình, họ dường như rất là thành công. Đấy là khả năng diễn xuất, đấy là giọng nói của họ, đấy là biểu cảm của họ. Nhưng về chuyên môn nghiệp vụ thì họ đôi khi đặt những câu hỏi rất là ngớ ngẩn. Còn các biên tập viên, những người được đào tạo về nghề báo chí thì lại khả năng diễn xuất rất là kém. Vậy thì câu chuyện đây chúng ta phải cân bằng giữa cái kiến thức về báo chí, truyền hình với khả năng của một biên tập viên, của một nghệ sĩ. Nên tôi nghĩ là trong thời gian tới VTV chúng tôi cũng phải cân bằng lại cái việc là khả năng biểu cảm của anh nhưng kiến thức của anh về nghề với tư cách là theo trình hiện đại, tức là biên tập viên kiêm người dẫn, tức là các bạn biết là làm người dẫn giỏi phải làm nhà báo giỏi. Thế thì cái câu chuyện này là câu chuyện tôi nghĩ là với các kênh truyền hình Việt Nam, với 63 tỉnh thành chúng ta thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào cho nó hài hòa, nó cân đối. Rất cảm ơn những cái chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ ông. Và có một câu hỏi nhỏ bên lề một chút thôi ạ. Tôi được biết rằng là trong tháng 7 tới đây thì ông sẽ dành cho bạn đời của mình một chuyến du lịch châu Âu, 6 nước châu Âu đúng không ạ? Vậy thì tôi muốn hỏi một chút rằng là liệu rằng đời sống nhà báo có dư giả? Thực ra chúng ta sống ở nước Á Đông nên quan niệm về cách hưởng thụ cuộc sống của mình tôi nghĩ là lạc hậu so với các nước văn minh. Tôi có chuyến du lịch Hàn Quốc năm ngoái và một hướng dẫn viên tuổi con của tôi nói rằng các cô các chú ạ, trên rất nhiều người Hàn Quốc nghèo hơn các cô các chú rất nhiều, và người hiện đại thì người ta quan niệm kiếm ra 10 đồng thì 8 đồng phải dành cho mình, một đồng cho con và một đồng làm từ thiện. Nhưng lưu ý là cái từ thiện ấy, người Việt Nam mình đương ở một cái điều mà cần phải thay đổi, tức là hãy làm từ thiện cho họ hàng người thân của mình trước khi làm từ thiện cho xã hội. Đấy là một câu chuyện tôi nghĩ là rất là đáng suy nghĩ. Tức là chúng ta hãy biết hưởng thụ cuộc sống của chúng ta và hãy tin tưởng vào con cái của mình thế hệ sau. Họ biết đứng lên, họ biết hưởng thụ cuộc sống như thế nào. Và một câu hỏi cuối rằng là khi mà ngày báo chí cách mạng Việt Nam tới rất gần rồi, vậy thì là một người trong nhà báo, làm nhà báo thì ông có lời nào muốn gửi gắm cũng như là lời chúc như thế nào đến cho tất cả các đồng nghiệp của mình hay không ạ? Tôi không dám chúc, nhưng tôi nghĩ một điều này, khi tôi là sinh viên báo chí tôi đã chất vấn chính các thầy tôi tại sao Bác Hồ mất ngày 2/9 9:47 mà báo chí cách mạng Việt Nam lại đưa là ngày 3/9, và thầy tôi không trả lời được. Và câu hỏi tôi là đâu là tính chân thực của báo chí Việt Nam? Các thầy giao giảng như thế nhưng thực tế như nào? Vậy thì đến bây giờ sau 30 năm làm báo thì tôi thấy một điều này,
chúng ta phải nhận thức lại, báo chí bao giờ cũng phục vụ cho một thể chế nhất định. Những người làm báo là những người làm chính trị và chúng ta nên hiểu điều ấy. Và tùy theo cái thể chế chính trị ấy, tôi nghĩ là chúng ta đừng quên là chúng ta là những nhà báo ở Việt Nam, chúng ta phải bảo vệ quyền lợi của dân tộc, của đất nước này. Và tôi nghĩ là trong khuôn khổ một cuộc trao đổi, tôi nghĩ là chúng ta phải đặt một cái tiêu chí lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Còn tất nhiên mọi người tiếp nhận nó như thế nào, đấy là quan điểm rất riêng của tôi. Xin cảm ơn những chia sẻ quý báu từ nhà báo Vũ Quang. Tới đây thì chương trình Idol trong tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả và kính chúc nhà báo sẽ luôn mạnh khỏe và công tác tốt. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình.